Kính thưa quý vị, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác định bờ ta luy cao hàng chục mét ở đường Hoàng Hoa Thám, nơi bị sạt lở vài ngày trước, xuất hiện thêm nhiều rạn nứt không đảm bảo an toàn. Do đó, địa phương đã lên phương án xử lý, sơ tán người dân, chủ động đánh sập ta luy. Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đánh sập bờ ta luy bằng bê tông cao hàng chục mét trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10. Đây là khu vực bị sạt lở khiến 3 căn nhà hư hỏng, 7 người mắc kẹt. Trong số đó, 2 công nhân tử vong vào rạng sáng 29 tháng 6. Bờ ta luy này cách mặt đường phía dưới khoảng 30 mét, độ cao thẳng đứng, xuất hiện nhiều vết rạn nứt, không đảm bảo an toàn. Đơn vị chuyên môn thực hiện đào múc các lớp đất đá bên trong, sau đó chủ động đánh sập bờ ta luy này. Theo người dân, khi ta luy bị đánh sập, các khối bê tông nặng hàng chục tấn rơi xuống, bụi bốc lên mù mịt. Địa phương cũng đã di dời toàn bộ người dân, tài sản của các gia đình nằm trong vùng bị ảnh hưởng ra ngoài, đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra, đình chỉ trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt để làm rõ sự việc. Thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu những cán bộ liên quan vụ sạt lở không được rời khỏi địa phương để phối hợp điều tra.